Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán 5 cái máy, gồm máy chặt đất và máy sớ cải tiến các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu từng con máy cho các bạn xem ha. Rồi anh em nào hợp chiếc nào thì mua chiếc đó các bạn. Đó thì trước màn ảnh của mình, đây là chiếc máy này, là máy chặt đất và đánh đường nước. Là hiện tại là cái này là đang khoan đường nước ha. Và chặt đất và khoan đường nước. Đây này là đang xài cái động cơ gì anh? Wikino 32. Cái máy chặt đất khoan đường nước này là đang sử dụng cái động cơ là Wikino 32 các bạn. Đây các bạn, đây cái dàn khoan đường nước ha. Chặt đất và khoan đường nước này nó là đang sử dụng cái động cơ là Wikino 32. Cái động cơ này còn zin không anh? Làm dần hơi rồi. Làm dần hơi là cũng như là nó đã bung nhưng mà bao hơi hám không? Cốt còn ít tinh đơ luôn. Cốt còn ít tinh đơ là bao hơi hám ha. Đang xài là cái bánh lá. Bánh lá một khước ha. Chiều ga này là mấy tấc? 5 tấc ha. Chiều ga này là chiều bự ga nè các bạn, là 5 tấc. Chiều đứng lên là 1 mét ha. Cái này mà bao, mình cũng như là bao xài phải không? Bao xài. Số má đầu đạn là ok ha. Cốt này là cốt lớn ha, cốt 60 các bạn. Cốt này là cốt 60. Cái này mình dự định bán bao nhiêu anh? Cái đó bán 35 triệu. Cái này là mình bán là 35 triệu ha. Đó. Có thương lượng cho anh em. Đó, rồi. Cái này là Wikino 3002, bán 35 triệu có thương lượng. Đó. Có khoan đường nước các bạn. Cái này có dán chặt luôn không anh? Dán luôn. Có đầy đủ, anh em mua về là sử dụng ha. 35 triệu anh em về mua sử dụng. Rồi. Rồi tiếp theo mình cùng xem một cái chiếc máy sớ cải tiến, mang cái bánh bánh kè ra tới đây. Bánh kè này thấy còn mới của anh? Mới làm chưa có tài xế chạy phải không? Không có tài xế chạy. Đó. Cái bánh kè này là bánh lồng và bánh kè luôn ha. Bánh lồng bánh kè đầy đủ. Rồi vậy đừng hỏng sao. Rồi. Hiện tại thì cái động cơ này là cái động cơ gì anh? Mitsubishi bê tông 93. Mitsubishi bê tông 93 các bạn. Cái này còn zin không anh? Zin luôn, nghĩa địa chưa bung con ốc. Nghĩa địa là chưa bung con ốc ha. Cái này nó đang xài dàn sớ là mét mấy? Nói bông bờ cặp bờ. Đang xài cái dàn sớ là 1m4 có cái nối cái bông cặp bờ. Đó. Các bạn, máy này thì bánh hơi, bánh lồng đầy đủ các bạn. Xài dàn sớ là 1m4, bánh hơi, bánh lồng đầy đủ, máy Mitsu chưa bung. Đó. Xài hộp số là hộp số cải tiến phải không anh? Đó, hộp số cải tiến, hộp số đó là cải tiến các bạn. Cốt là cốt 60 các bạn. Đó, cốt là cốt 60. Đó. Máy Mitsu chưa bung. Đó, cái này thì bao cho anh em chạy. Đó. Tại vì anh mới làm để anh chạy nhưng mà không có tài xế. Các bạn thấy cái bánh kè đây còn rất là mới ha. Nó nói chung là mới làm cái bánh kè này. Bánh kè là mới làm các bạn, tại vì anh không có cái nhà kho, anh không có nhà kho, anh để mày nắng, cho đó nên là những cái bánh kè này nó bị xét các bạn. Chứ mà nếu mà anh đem vô thì cái bánh kè này các bạn thấy chưa sử dụng ha. Đó. Rồi cái bông này, cái bông anh mới làm luôn nè. Đó. Cái bông này chiều ga này mấy tấc vậy anh? Đó, 3 tấc. Chiều ga này là 3 tấc ha. 1m4, chiều ga 1 3 tấc. Chiều ga 3 tấc là 1m7. Nếu mà anh em để gì luôn là sử dụng một mức đẹp. Để chạy tắc nghiệm cũng được hay hoặc là mình chạy cặp bờ xong rồi mình tháo ra. Cái này bây giờ mình dự định bán bao nhiêu anh? Cái này em bán là 32 triệu. Cái này là 32 triệu là có thương lượng không anh? Có thương lượng. Cái máy này mình nghĩ rằng là anh em mua về nếu mà có đất sử dụng thì rất là dễ xài các bạn, giá là 32 triệu. Thường anh mua cái động cơ này là bao nhiêu tiền vậy? 35 triệu. Cái động cơ là 35 triệu. Nhưng mà bây giờ cần bán lại là cái toàn bộ có đồ đầy đủ, có cái bánh hơi, bánh đồ này kia luôn. Bánh hơi, bánh lồng trọn bộ là chỉ có 32 triệu. Đó, anh em nói ha, mình nói trong video anh em lưu ý ha, cái này máy này rất là dễ xài. Máy là bao zin mua từ cấp mua tới giờ. Chưa bung, mà bây giờ hơi hám như thế nào? Hơi hám là ok ha. 32 triệu. Đó, chưa bằng hết trơn tất cả, chưa bằng cái động cơ hết bạn. Đó, bây giờ anh em muốn mua thì đến tận nơi để test. Ha. Đây. Cái động cơ là S4E này, rồi ở trên thông số nè. Cái này là nước sơn này, nước sơn zin của nó luôn sao anh? Nước sơn zin ha. Chưa bung ốc. Rồi. Nước sơn zin chưa bung ốc. Thì cái này là mình nói là cho các bạn xem ha.
Quan trọng là các bạn xem nó khô gáo đó. Chứ mà cái màu nước sơn này nó không gỉ, nó nằm mày mưa mày nắng với ảnh. Anh mua anh xài anh sử dụng vô đó nên ảnh không có tân trang, không có sửa chữa ha. Quan trọng là khô gáo là ok. Rồi, cái này là 32 triệu đó. Anh em cần thì alo ha. Rồi tiếp theo mình cùng xem một cái chiếc máy chặt đất. Hiện tại cái máy chặt đất này là cái bánh bánh lồng nó cao quá anh. 1m1. À cái bánh lồng này 1m1, 1m1 các bạn. Bánh lồng 1m1, động cơ gì anh? Động cơ D24, 4 bồn sông. À động cơ D24. 4 bồn sông. 4 bồn sông là như thế nào? Bên đây hả? À 4 bồn sông là 4 cái cây bồn sông bắt vô đó bạn. Là động cơ 24 4 bồn sông. Rồi cái dàn số này như thế nào anh? À hộp số Đông Phong. À, máy chặt đất hộp số Đông Phong. À cái này là đóng bình xưởng 53 ha. Cái dàn này cái bánh này thì anh em đi lầy lúng rất là hay tại vì nó cao các bạn. Rồi cái bánh này á, cái bánh này thì bao cho anh em xài. Đó, nó cũ gì thôi chứ thật sự anh em đóng mới chạy vài vụ thì nó cũng y chang nhau. 6 ly đó. Cái này thì nó dày 6 ly ha. 5 ly. Này 5 ly còn rất là dày các bạn. Đó. Đây, mặt gam đồ bên trong nè. Cái này như mặt gam từ mặt gam cũ chế lại gì phải không anh? Còn nguyên chi bánh lọc đó giờ. Tại vì nó ấy rồi cặp sắt vô thêm. À tại anh cặp sắt vô thêm ha. Nhưng mà quan trọng là còn chắc thôi. Chắc lượng. Chắc lượng. Rồi cái máy này là hơi hám sao? Hơi hám là ok luôn. Bao hơi hám cho anh em ha. Tại vì đi bằng người ta đâu có để dạ. Rồi cái này là tại thiếu tài xế. Các bạn thấy nè. Cảo bọng đồ này kia rất là chắc cho anh em ha, chứ không phải mà ấy đâu. Đó. Nếu mà mình đóng mới cái này có bao nhiêu tiền? Hai mấy triệu. Hai mấy triệu bây giờ cần bán nhiêu? Bán 12 triệu. Cái này anh em cần bán, anh em cần mua, cần sử dụng 12 triệu rất là dễ xài. Nếu mà cái đùi này không á thì anh em từng xài máy biết á, mua cái đùi này mới không 18 triệu. Là mua đem về cái cặp bánh lồng này không có chưa có cặp bánh lồng này làm tất cả như thế này là lên tới 40 mấy 50 triệu ha. Đó. Là bây giờ người ta bán lại là 12 triệu, mua về sử dụng. Có dán rồi đầy đủ luôn hả anh ha? Có dán đầy đủ, đầy đủ hết. Có dán đầy đủ luôn. Có dán đầy đủ luôn. Rồi bây giờ thì ba chiếc rồi đó, còn lại hai chiếc bên kia mình qua đây mình giới thiệu luôn cho các bạn và mọi người cùng xem nha. Đó. Cái này là 32 triệu nè. Cái này 30 triệu luôn hả anh? 35. Này 35, cái này 35 hả bạn. Rồi tiếp theo mình cùng xem một chiếc bên đây. Cái này là động cơ Giang Đông này. D24, động cơ Giang Đông hộp số cải tiến. Hộp số liên hợp đó bạn, hộp số liên hợp. Rồi cốt 60. Cốt 60 hết. Bánh lồng này cao một cao một thước luôn. Bánh lồng cao một thước. Cái này là chỉ chặt đất và đánh đường nước phải không? Chặt đánh đất đánh đường nước, có đồ đánh đường nước luôn. Thì nó chặt đánh đánh đường nước thì nó phải có dán đúng không? Có đầy đủ luôn ha. Trọn bộ luôn. Cái này là hơi hám như thế nào? Hơi hám là ok tại vì chuẩn bị anh em. Cái này là hơi hám là ok các bạn. Cái này là ảnh chưa rửa ra ha. Nước sơn này còn nước sơn zin nè. Các bạn thấy cào cũng tay nè. Máy này là máy dân dụng chứ không phải là dân dùng chứ không phải là máy mua đi bán lại, cho đó nên anh em ta xài như thế nào rồi chạy trên đồng trên ruộng như thế nào rồi đem về bỏ y thinh vậy. Không có trà, không có rửa gì hết á. Không có trà, không có rửa gì hết trơn á. Ở đây bắt ốc đồ này kia chuẩn bị để mà sửa chữa sơ sơ lại để mà mình vô vụ mới, nhưng mà lý do không có tài xế. Bây giờ ở đây là 1 2 3 4 mà bên đó ăn cái nữa phải không? Dạ. Rồi cái này mình dự định bán nhiêu anh? Bán 22 triệu. Cái này là bán 22 triệu. Động cơ nhiêu em quên nè. D24. D24 bán 6 bùi xong. Bán 22 triệu. Anh em cần thì alo hả bà? Hơi hám đầy đủ ok. Rồi. Rồi tiếp theo mình cùng xem một cái máy này là cái máy sớ cải tiến các bạn. Đó. Thì cái này thì bánh lồng này mình thấy nó hơi cũ ha. Bánh lồng thì nó hơi cũ. Đó. Rồi. Cái này thì bánh cái này là bánh kè các bạn chứ không phải là bánh lồng ha. Cái này bánh kè. Bánh kè là gọi là bánh bơi đó. Bánh kè gọi là bánh bơi. Bánh hơi, bánh lồng đầy đủ luôn. Nó có bánh bơi, bánh lồng đầy đủ luôn ha. Có bánh lồng, bánh hơi, bánh hơi. Bánh hơi, bánh lồng, bánh bơi đều đầy đủ luôn. Đó, dàn sớ nó xài mét mấy vậy anh? Cái đó 1m2. Dàn sớ 1m2. Cái này thêm 3 tấc nữa vậy? Thêm 4 tấc. Để chạy để gì chạy được chạy được không? Để chạy bờ ganh, chạy tấc nhì cũng được luôn ha. Chạy tấc nhất thì nó hơi nặng ha, tại vì dưới đất nó cứng phải không? Dư sức. Thì găng đồ á thì các bạn thấy găng là còn rất là ok, rất là mới ha. Đó. Để anh em để gì giờ đem về xài sử dụng ok hết trơn.
Tại vì găng á, mình coi á, nó có mòn nhiều hay không để anh em mình biết. Coi mở ra số và coi nó có nhông bọng bình thường. Cũng như là mình bao cho anh em là tớ là mở ra để coi luôn. Coi nhông bọng là bình thường chứ không có cái gì mà mua trâu giải bóng ở đây chứ á. Đến tận nơi để xem. Rồi đài máy hợp lý. Hợp lý thì mình mua. Dạ. Rồi, đây là cái động cơ Kubota lốc xám không anh? Dạ. Kubota lốc xám. Chưa đủ hơn không gì hết. Chưa đủ hơn. Bao cốt luôn ha. Dạ. Rồi có zin không? Có bùng chưa? Cái này thì không biết, tại anh mua cũng nghĩa địa đó. Anh này thì anh mua nghĩa địa các bạn. Do đó nên là anh chỉ bao hơi, bao cốt, chưa làm máy thôi. Chứ mà cái vụ zin thì anh không biết. Tại vì anh mua nghĩa địa của người ta ha. Nào nói nấy. Rồi để quay vòng vòng cho các bạn xem ha. Qua đây đi. Cái này bánh lồng này của nào ta? Thì của nó luôn. Của chiếc này luôn ha. Đây cái động cơ đây các bạn. Động cơ là Kubota lốc xám. Bao hơi. Nhớt bọng là chưa có xì thì máy còn rất là ok đẹp ha. Đó. Đây. Kubota lốc xám. Số nè. Chiếc này em ra 27 triệu đó. Chiếc này. Bán vừa bên em xài. Chiếc này là anh ra rất là rẻ các bạn. Đầu Kubota lốc xám. Dàn sớ là 1.2 phải không nè. Không anh. 1.2. Nói thêm 4 tấc. Đó, là chạy cặp bờ. Có bánh hơi, bánh kè, bánh lồng của Nam Bon. Dàn này của xưởng Nam Bon ha. Đó, là bao hơi hám, bao cho anh em chạy, bao cho anh em sử dụng. Đó. Là giá là 27 triệu anh hả? Dạ. Giá là 27 triệu ha. Rồi bây giờ thì mình đã tổng kết lại, mình quay cho các bạn xem là gồm là 5 chiếc máy rồi các bạn. Anh em hợp chiếc nào mua chiếc đó ha. 2 cây sớ, gồm 2 cây sớ, 2 cây chạc, 1 cây khoa đường nước. Đó. Rồi địa chỉ mình đâu em quên nè. Tân Định, Tân Lập, Tịnh Biên. Tân Lập, Tịnh Biên. An Giang. Thì số điện thoại của anh chủ máy này thì mình sẽ để ở trên cái tiêu đề. Để anh em và các bạn có cần mua thì alo ha. Xem trực tiếp cho nó dễ đến tận nơi. Hay hoặc là muốn mua ở xa thì mình gửi tiền qua tài khoản thì em mới chuyển máy đi ha. Rồi xong rồi anh em nếu mà không hợp thì em chuyển máy đi. Xong rồi nếu không hợp thì anh em chịu tiền xe để mình chuyển máy về. Đó. Chứ em không có chuyển đi rồi anh em không mua thì mất phí tội nghiệp cho em. Tại vì em đã bảo anh em là đến tận nơi để xem. Cái chuyện đó là phải tức. Bán cho anh em sử dụng. Đây cái dàn găng đây. Bạn thấy nè. Sớ trộn đẹp đàng hoàng lắm anh. Rồi. Đó. Cái này thì ben thể lực ha. Nè. Ben thể lực trên nè. Giá là 27 triệu. Cái đầu này không là cả 20 hay mấy triệu à. Đầu Kubota lốc xám. Dạ. Rồi, tổng kết lại hả bạn. Là đây là. Đó. Đó. Đó, tổng kết lại các bạn. Anh em cần mua cái gì thì alo cái đó ha. Cái này là giá là 32 triệu. Đó. Quá trời là dễ sử dụng bằng động cơ Mitsu. Cái bít tông nó nhiêu anh em quên nè. 93 đó anh. Động cơ Mitsu 93 là mà bao hơi không cốt, nói chung là zin luôn. Cái này là zin miên con phải không? Zin cái động cơ đó, chưa có gì hết. Bây giờ đài giải nổ mà anh. Cái này đâu có sông bét không gì đúng không? Không có sông bét. Rồi anh em biết rồi. Bô đồ rồi thanh ha. Cái này thì em có từng thấy nó chạy rồi ngày xưa. Cái này đẹp lắm, ngon lắm, chạy ngon lắm, chạy mạnh, kinh lắm. Đó. Rồi cái dàn ấy nè, ha, cốt nè, cốt 60. Thì các bạn thấy là nếu mà nó có xì á, nhìn thấy là nó rất là xấu các bạn, dùng nhớt là nó đang kịnh liền. Còn này là nó là vậy đó. Cái này của xưởng nào em quên nè, Nam Bon hả? Không, cái này em mua đấu đầu. Anh đấu đầu ha. Nam Bon là cái xấu bên kia. Rồi. Bánh này bánh hai thớt nha bạn. Em mới làm mà chưa có ấy. Chưa có chạy. Rồi anh em cần thì alo qua cho anh chủ mình ha bạn.
Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Gồm 5 cái máy, anh em hợp cái nào thì mua cái đó. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của mình.